Những người thợ lặn này có cơ hội hiếm có được một lần chạm vào con cá mái chèo khổng lồ. Cá mái chèo có lớp da màu bạc, không vảy và thân hình thon dài, có thể đạt chiều dài lên tới 11 mét. Nó bơi ở tư thế thẳng đứng, đầu ngửa và đuôi cụp xuống, đồng thời có thể di chuyển theo cả chiều ngang và chiều dọc. Chúng thường được tìm thấy ở vùng biển sâu và hiếm khi được nhìn thấy gần bề mặt. Mặc dù có kích thước ấn tượng, nhưng cá mái chèo không được coi là nguy hiểm đối với con người. Chúng ăn động vật phù du và cá nhỏ.